Phần cuối thì tôi xin trình bày một số các cái công cụ marketing hiệu quả mà các bạn startup có thể sử dụng được khi các bạn thành lập cái doanh nghiệp của mình. Điều đầu tiên đó, mục thứ nhất đó, là các bạn nên xây dựng một nội dung cho cộng đồng mà nó liên quan tới sản phẩm hay dịch vụ của mình. Ví dụ như các bạn bán sản phẩm như là mẹ và em bé, các sản phẩm cho bà bầu. Thế thì các bạn có thể tạo dựng một cái website hay một cái fanpage nói về các chủ đề làm thế nào để chăm sóc cho mẹ, làm thế nào để chăm sóc cho bé. Các bạn là mở một doanh nghiệp về tư vấn du học thì các bạn có thể mở một cái fanpage tư vấn cho các bạn sinh viên, các bạn học sinh khi mà chuẩn bị đi du học làm thế nào để chúng ta xin được visa. Tức là ý tưởng ở đây là gì? Là chúng ta có một cái sản phẩm và dịch vụ, sản phẩm dịch vụ đấy để kiếm tiền. Thế thì chúng ta song hành với cái việc kiếm tiền của chúng ta thì chúng ta nên tạo ra một nội dung, một cái nhóm nội dung mà mang tính chất hỗ trợ cho khách hàng tiềm năng hoặc là khách hàng trực tiếp của mình. Ví dụ như tôi có một doanh nghiệp khởi nghiệp là cung cấp các cái dịch vụ đào tạo cho các doanh nghiệp. Thế thì tôi mở ra một cái fanpage, một cái website có rất là nhiều các bài viết của tôi về làm thế nào để quản trị doanh nghiệp hiệu quả, có các cái clip video, tức là các bạn xây dựng một cái nội dung để cho khách hàng của mình, đem lại cái giá trị cho khách hàng của mình, và quan trọng nữa để cho khách hàng có thể trải nghiệm được một cái phần nào đó những cái dịch vụ của công ty của chúng ta. Và tôi nghĩ rằng là cái việc này là một việc rất là đơn giản, bởi vì các bạn sẽ làm theo cái nguyên tắc là năng nhặt chặt bị, tức là theo thời gian các bạn tích góp, một tuần các bạn có một bài báo, 2 tuần các bạn có 2 cái bài viết, từ từ thì theo thời gian thì các bạn sẽ có được một cái kho nội dung rất là tốt và sẽ giúp cho khách hàng người ta tới, người ta hiểu và người ta yêu mến cái sản phẩm của mình. Đến điều thứ hai thì các bạn nên tạo dựng cái website của công ty thật là sớm, bởi vì Google thì họ đánh giá rất quan trọng về cái thời gian tồn tại của website, và các bạn cũng phải nhớ đăng ký cái website đấy với cả các cái công cụ tìm kiếm ở cái phần SEO tôi sẽ nói đằng sau. Tức là các bạn trong marketing ấy, thì có một yếu tố mà chúng ta không mua được, đó là về thời gian. Tức là các bạn có thể bỏ tiền ra để các bạn có thể có rất là nhiều bài báo, nhưng mà thời gian tồn tại của các bạn. Khi các bạn làm marketing, các bạn luôn luôn phải nhớ đến một câu chuyện là thời gian. Ví dụ như một doanh nghiệp cũng chưa biết là hoạt động tốt hay là hoạt động xấu, nhưng nếu như cái doanh nghiệp đấy nó tồn tại trên thị trường được 5 năm thì rõ ràng khi nói chuyện với khách hàng họ sẽ cảm thấy tin tưởng hơn là cái doanh nghiệp mới thành lập được 1 năm. Vì vậy các bạn sẽ thấy ở trên nước ngoài những tập đoàn có hàng trăm năm tuổi thì đấy chính là một cái phần thương hiệu hay là một cái phần tài sản mà marketing đã tạo ra rất là lớn cho những doanh nghiệp đấy. Thành thử ra các bạn cần phải tạo dựng website và chúng ta phát triển nó một cách đàng hoàng từ rất sớm, ngay từ những ngày đầu. Thậm chí có thể các bạn chưa đăng ký doanh nghiệp, các bạn chưa có sản phẩm mẫu, nhưng các bạn đã phải có cái website để giới thiệu một chút ít về cái thông tin về cái dự án khởi nghiệp của mình. Điều thứ ba đó là các bạn cần phải thực hiện các cái công tác SEO một cách đơn giản. Ở đây thì tôi không nói rằng là các bạn phải bỏ tiền ngay, mà có những cái hoạt động, ví dụ như các bạn viết những cái bài viết làm sao để cho nó đúng những cái quy tắc của SEO, để cho cái bài viết của các bạn có thể hiển thị hay là cập nhật được rất là dễ dàng trên các cái công cụ tìm kiếm. Tức là các bạn cần phải áp dụng SEO rất là sớm và từ căn bản. Điều thứ tư nữa là các bạn cần phải tạo dựng những nhóm của các bạn ở trên Facebook, ở trên các mạng xã hội. Và rõ ràng thì khi các bạn tạo một cái nhóm như thế thì các bạn đã có một số lượng khách hàng tiềm năng khá là lớn. Và ở đây thì tôi đưa ra một cái khái niệm là khách hàng chủ động và khách hàng thụ động. Khách hàng thụ động là gì? Đó là họ có thể tự họ quyết định được là có tới với chúng ta hay là không. Tức là nếu như các bạn muốn truyền tải thông tin tới khách hàng thì nó phải phụ thuộc vào ý muốn của khách hàng. Thế nhưng mà những cái khách hàng mà các bạn có ở trên group của Facebook thì tôi gọi nó là khách hàng chủ động. Chủ động là gì? Tức là chúng ta đã có được một cái công cụ, chúng ta nắm giữ được họ, và chúng ta muốn gửi thông tin thì đơn giản chúng ta để cái thông tin đấy ở trong cái group của Facebook. Thế đây các bạn rất là lưu ý về cái câu chuyện là khách hàng chủ động và khách hàng thụ động. Khách hàng chủ động là gì? Đó là khách hàng chúng ta nắm được khách hàng, chúng ta được có được email, chúng ta có được Facebook của họ, và chúng ta có thể chủ động
bất kỳ lúc nào chúng ta cũng có thể gửi được cái thông tin sản phẩm, dịch vụ hay là những cái thông tin chúng ta muốn chia sẻ cho khách hàng. Thế còn khách hàng bị động là gì? Tức là chúng ta muốn gửi thông tin thì chúng ta phải đợi họ quyết định tới cái chỗ của chúng ta thì chúng ta mới có thể truyền tải được thông tin đến cho họ. Thế thì nếu như trong cái marketing của các bạn mà các bạn có thể tiếp cận được càng ngày các bạn càng có nhiều khách hàng chủ động thì đấy rằng là gì, các bạn đã xây dựng được cái nền tảng marketing rất là hiệu quả. Điều thứ năm đó là các bạn cần phải tham gia các mạng xã hội. Ở đây thì tôi nghĩ rằng có rất là nhiều các mạng xã hội và theo tôi nghĩ về cái phần việc của tôi ấy, thì tôi nghĩ rằng là LinkedIn và Facebook là hai mạng xã hội rất là quan trọng. Ở trên Facebook đó là các khách hàng mà các bạn thấy ở trong đời thường, còn trên LinkedIn đó là các khách hàng người ta đi làm việc rất là chuyên nghiệp. Và các bạn cần phải, cũng giống như là website đấy, các bạn cần phải có những cái tài khoản trên các cái mạng xã hội đấy một cách rất là sớm. Và các bạn xây dựng, các bạn nuôi dưỡng, các bạn tương tác, các bạn phát triển nó theo thời gian để đến lúc chúng ta cần chúng ta có thể sử dụng được. Đến thứ 6, các bạn cần phải tích cực tham gia các nhóm và diễn đàn trên các mạng xã hội. Bởi vì trong vòng, tôi để ý trong vòng từ 6 cho đến 7 năm gần đây ấy, thì các cái nhóm về chuyên môn phát triển rất là cao. Tức là có rất là nhiều các nhóm chuyên môn, họ có rất là nhiều những đề mục. Và khi các bạn tham gia vào các nhóm diễn đàn về chuyên môn ấy, thì có rất là nhiều những cái giá trị. Thứ nhất, chúng ta có thể truyền tải được các thông tin về công ty, về sản phẩm của mình. Tiếp đến là các bạn có thể gặp được rất là nhiều người có thể sau này trở thành là người đồng sáng lập, trở thành là nhân viên, có thể trở thành nhà tư vấn. Và quan trọng nữa là nếu như các bạn tham gia vào các nhóm diễn đàn, các bạn tương tác một cách liên tục thì các bạn sẽ là một cái kênh để các bạn rất là dễ dàng truyền thông cho mọi người biết. Ví dụ như tôi nói một cách rất là đơn giản, một cái tip rất là đơn giản thôi. Ví dụ như ở trên Facebook nó có hai cái nhóm rất là quan trọng, đó là like và comment. Thế thì nếu như các bạn thay cái avatar của mình bằng cái logo của công ty và các bạn tương tác rất là nhiều, các bạn like, các bạn comment thì mọi người sẽ thấy được cái avatar của các bạn và từ từ họ sẽ có gợi nhớ, họ sẽ nhớ nhiều đến sản phẩm và dịch vụ của các bạn. Thứ bảy nữa, hoạt động thứ bảy mà tôi rất là muốn các bạn cần phải tham gia và phát triển một cách rất là dài hạn, đó là chúng ta cần phải tập trung vào khách hàng nguồn hay là khách hàng tương lai. Ở đây ấy, thì khi các bạn nhìn ở trên thị trường, bất kỳ một cái sản phẩm dịch vụ nào nó cũng có hai loại khách hàng. Một là khách hàng hiện tại. Ví dụ như các bạn bán đồ cho mẹ và bé thì các bà bầu đó là khách hàng hiện tại. Thế nhưng mà tôi rất là muốn nhấn mạnh các bạn là câu chuyện khách hàng tương lai. Tức là nếu như các bạn tới với các bạn nữ sinh viên chẳng hạn, thế thì rõ ràng các bạn nữ sinh viên 3-4 năm nữa thì cũng sẽ trở thành cũng lập gia đình, cũng sẽ có con, thì họ sẽ là những khách hàng tiềm năng của các bạn. Thì ở đây tôi luôn luôn nói rằng là các bạn cần phải xây dựng một cái hệ thống khách hàng, một số hệ thống khách hàng tương lai. Và một cái việc mà để tham gia vào khách hàng tương lai đấy là các bạn tiếp cận với các cái ngày hội sinh viên, các cái hội thảo sinh viên, đấy là cái nơi mà các bạn có thể xây dựng được thương hiệu rất là dễ dàng. Và quan trọng nữa, ở đấy chi phí rất là thấp nhưng mà các bạn lại tốn công. Thế thì đây tôi mới nhắc lại một cái câu chuyện lúc nãy mà tôi nói rằng là gì, là khi chúng ta triển khai hoạt động marketing ấy, thì nó luôn luôn có một cái tam giác. Thứ nhất là thời gian, thứ hai là chi phí bỏ ra, thứ ba là tự làm. Nếu như các bạn muốn là cái chi phí của các bạn thấp ấy, thì các bạn phải tự làm nhiều. Tự làm nhiều là cái điều đấy có nghĩa là gì, là các bạn phải tham gia rất là nhiều các cái hoạt động đối với cả sinh viên để xây dựng cái lực lượng khách hàng tương lai của mình. Thứ 8 là tôi nghĩ rằng cũng rất là hiệu quả, đó là live streaming hoặc là video. Các bạn quay rất là nhiều video, các bạn có thể làm những cái live streaming, đó là những cái công cụ để tiếp cận, để truyền thông cho khách hàng. Và tôi thì có một anh bạn là anh Cao Trung Hiếu và anh ấy xây dựng một cái thư viện video để hướng dẫn cho khách hàng sử dụng sản phẩm, giới thiệu sản phẩm của mình. Tôi nghĩ rằng cái đấy là một cái rất là hiệu quả bởi vì nó miễn phí. Các bạn xây dựng một cái video, các bạn mất đâu đó khoảng một thời gian khoảng 3-4 tiếng, nhưng cái video đấy được sử dụng từ ngày nọ qua ngày kia, từ tháng nọ qua năm kia, từ năm nọ qua năm kia và luôn luôn là một trợ thủ cho các bạn. Thì đây tôi nói rằng là video và live streaming là những công cụ marketing tuyệt vời, miễn phí. Thứ 9, khi mà chúng ta quá đắm đuối vào các hoạt động online, các bạn cũng cần phải thực hiện những hoạt động offline. Và những hoạt động offline tôi đề nghị đó chính là các bạn nên đi những hội thảo, đi những cái sự kiện. Và ở đó các bạn sẽ gặp được rất là nhiều những mối quan hệ. Và ở đây ấy, thì
Khi các bạn đến sự kiện, các bạn gặp một người, các bạn sẽ tìm hiểu về người đấy, các bạn sẽ tìm xem là Facebook của người đấy như nào, tìm LinkedIn người đấy nào và các bạn kết nối. Và đây các bạn sẽ thấy rằng là cái việc online và offline nó đi song hành với nhau và để tạo nên được cái hiệu quả tối đa cho cả hai loại marketing. Đến cái thứ 10, các bạn nên tập trung kết nối và xây dựng mối quan hệ với cả các cái cá nhân có ảnh hưởng. Trong mỗi một cái ngành, trong mỗi một cộng đồng, nó sẽ có một cái tập là các cái cá nhân có ảnh hưởng. Và các bạn cần phải đặt một kế hoạch, một chiến lược là các bạn sẽ tiếp cận và làm quen với tất cả các cá nhân có ảnh hưởng trong ngành hay là trong cái lĩnh vực hoạt động của các bạn. Và chính những cái đấy là những cái nguồn tài sản vô giá cho các hoạt động marketing của mình. Thứ 11 là các bạn cần phải tập trung vào vấn đề là tương tác một cách chủ động tích cực. Tức là chúng ta đừng có tương tác một cách thụ động. Chúng ta muốn tiếp cận ai, chúng ta muốn tương tác với ai để chúng ta đều phải có những cái chiến lược lâu dài. Thứ 12, các bạn cũng cần phải tổ chức hay là tham gia rất là nhiều các hoạt động cộng đồng. Ví dụ những cái cuộc chạy thi chẳng hạn, đấy, ví dụ như là cuộc chạy từ thiện, đấy, cũng nơi các bạn có thể tham gia và các bạn có thể marketing, tiếp thị những cái sản phẩm của mình, quen biết được rất là nhiều người. Thứ 13, các bạn cần tham gia các khóa đào tạo và các cái hội nghề nghiệp. Ở đây cũng là một cái nguồn mà các bạn có thể tiếp thị sản phẩm rất là tốt. Thứ 14, ở đây thì tôi có một cái chia sẻ là một cái bí quyết là cách đây 5 năm khi mà tôi khởi nghiệp thì tôi rất là khó có thể lên TV và truyền hình được. Thì rõ ràng điều đấy là đương nhiên cho tất cả mọi cá nhân. Bởi vì không một ai mà người bình thường lại có thể được lên TV. Bởi vì rõ ràng là khi lên TV hay truyền hình hay báo chí thì họ cũng phải có một cái lượng khách hàng hay là có một cái ảnh hưởng đó nhất định. Thế nhưng mà ở đây ấy, thì nếu như các bạn thực hiện giống như tôi nói thì dần dần theo thời gian các bạn sẽ lên được báo chí. Bởi vì sao? Bởi vì có hiện tại bây giờ báo chí rất là nhiều, TV, truyền hình cũng rất là nhiều kênh. Và bản thân báo chí và truyền hình họ cũng rất là cần những cái thông tin thú vị. Thế thì chúng ta hãy chịu khó, chúng ta hãy tiếp cận các anh chị phóng viên. Bởi vì các anh chị phóng viên ấy, thì cũng sẽ có những lúc họ cần bài. Ví dụ như ngày mai chẳng hạn, cần có một đoạn video khoảng độ 2-3 phút để chèn vào trong một chương trình đó vì chúng ta thiếu chương trình. Và nếu như bạn gặp, bạn kết thân được với cả các anh chị phóng viên thì rất là dễ dàng các bạn sẽ được mời để thực hiện các cái đoạn video đấy. Và rõ ràng khi chúng ta làm như vậy một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, năm lần thì từ từ tên tuổi các bạn, hình ảnh các bạn sẽ từ từ xuất hiện trên truyền thông, xuất hiện trên báo và chúng ta tích góp và chúng ta cứ tiến dần dần như vậy. Thì cái kinh nghiệm của tôi chia sẻ thì tôi bắt đầu khởi nghiệp vào năm 2011, bắt đầu khởi nghiệp lại. Thì tôi quyết định là sẽ phải lên trên truyền hình, trên VTV, làm kênh rất là lớn để mình truyền tải thông tin. Và tôi thực hiện đúng như là những gì mà tôi nói với các bạn. Thì trong năm 2016 thì tôi đã được VTV mời và nói chuyện trong một cái talk show. Tôi cũng chia sẻ một số ý là các bạn tìm kiếm cái ý tưởng khởi nghiệp ở đâu. Nếu như chúng ta không có một cách hệ thống để tiếp cận những cái nguồn hay là những cái nơi mà chúng ta có thể tiếp cận được, tạo ra ý tưởng khởi nghiệp thì cái việc có ý tưởng cũng rất là khó đấy. Tôi nghĩ rằng là quan trọng nhất đó là báo chí trong ngoài nước. Báo chí là một cái nguồn cung cấp thông tin khổng lồ và bây giờ tôi thấy rằng tất cả, hầu như tất cả những cái báo ở Việt Nam chúng ta đều có cái góc về khởi nghiệp. Và các bạn hãy chịu khó đọc đi và một rất là may mắn là báo đấy đều có trên online. Và tôi thấy là bạn trẻ cũng rất là lười đọc. Tôi chia sẻ là nếu mà các bạn khởi nghiệp mà các bạn lười đọc, chắc chắn các bạn sẽ không thành công. Chắc chắn các bạn sẽ không thành công. Tiếp đến các bạn cần phải đi tới các cái cuộc thi ý tưởng. Ở đây thì sinh viên rất là lười, các bạn trẻ rất là lười. Chúng ta không chịu đến lắng nghe các cái cuộc thi ý tưởng. Và đấy, những cuộc thi ý tưởng là những cái khi các bạn có thể các bạn không có ý tưởng nhưng các bạn thấy một cái nhóm trình bày một ý tưởng đấy, các bạn sẽ lóe sáng và thế thì tôi nghe rằng tôi nghe thấy bạn tôi nói như vậy thì tôi sẽ làm tốt hơn, tôi sẽ làm cái này hay hơn. Và đấy chính là cái ý tưởng của các bạn. Tiếp đến, các bạn nhìn ra thị trường nước ngoài. Ở đây thì tôi rất là hay lên trên những website thương mại điện tử lớn như là Amazon, tôi xem họ bán những cái gì. Và khi họ bán những cái sản phẩm đấy là nó sẽ là những cái gợi ý cho tôi để có thể có được những cái ý tưởng khởi nghiệp một cách rất là thú vị. Ví dụ như đây vài tháng tôi thấy rằng ở trên website của Amazon nó bán những cái thiết bị để theo dõi trẻ em sơ sinh. Đấy cũng là một cái xu hướng mà tôi thấy rằng ở thị trường Việt Nam chúng ta không có. Đấy cũng là một cái xu hướng để các bạn có thể khởi nghiệp IoT, để bạn làm ra những cái thiết bị để có thể theo dõi được các bé khi mới sinh ra đời. Tiếp đến là các bạn có thể nhìn vào đối thủ cạnh tranh. Chúng ta xem cạnh tranh làm như nào, chúng ta làm tốt hơn. Đấy là cái
những cái cơ hội khởi nghiệp của chúng ta. Tiếp đến buổi thứ năm đó là các bạn có thể cái ý thứ năm các bạn có đến các cái buổi demo, các buổi pitching. Ví dụ như tại C-Hub luôn luôn có những cái chương trình demo day là cho các nhóm startup trình bày và các bạn đến các bạn lắng nghe. Tiếp đến ở tại C-Hub hay là tại TBI là tôi là người sáng lập đã tạo nên một cái hoạt động đó là phiên chợ khởi nghiệp. Thì trong phiên chợ khởi nghiệp đấy có rất là nhiều những cái hoạt động để giúp cho các startup trình bày về sản phẩm. Thế các bạn trẻ phải đến, các bạn trẻ đến các bạn lắng nghe và từ lắng nghe đấy các bạn sẽ có được những cái ý tưởng để làm sao có được cái dự án khởi nghiệp của mình. Cuối cùng các bạn cần phải tham dự rất là nhiều các cái hội thảo, các cái buổi hoạt động cộng đồng. Ví dụ tại C-Hub chúng tôi có thể tổ chức liên tục hàng tháng và có một ngày thứ sáu cuối tháng là Startup Night. Các bạn tới đây các bạn có buffet, các bạn trong một cái không khí rất là thoải mái, các bạn có thể gặp hàng trăm anh chị em làm về khởi nghiệp, các chuyên gia hỗ trợ khởi nghiệp, và trong những cái buổi hội thảo đấy nó sẽ sinh ra rất là nhiều những cơ hội để chúng ta có thể xác định được là chúng ta sẽ khởi nghiệp như nào. Và đến đây thì cũng chấm dứt cái đoạn video tôi nói về làm thế nào để kiếm tìm được ý tưởng khởi nghiệp. Và tôi chỉ nhắc lại một ý thôi, hai ý thôi ở đầu buổi. Và thứ nhất là ý tưởng là đáng giá một xu, thực thi là quan trọng. Và thứ hai, ý tưởng nó không phải là lóe sáng lên một lúc là có ngay, mà nó cần phải được thai nghén từ lúc cái mầm ý tưởng cho đến một cái ý tưởng nó trọn vẹn, có thể nó mất 3 tháng, 6 tháng, 1 năm. Xin chúc các bạn thành công.